Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của faction Seleucid, đế quốc mạnh nhất trong phiên bản Rome 2 này theo đánh giá của mình, và mạnh hơn cả La Mã rất nhiều. Bởi vì La Mã nó chỉ thuần về đơn vị lính Lê Dương thôi, chứ còn bọn này thì cái gì nó cũng có, và nó cái gì nó cũng mạnh. Đã cái gì cũng có lại còn cái gì cũng mạnh. Và nó chỉ phức tạp mỗi cái ban đầu khi chúng ta phải làm chính trị thôi. Ở tập trước thì mình đã kết thúc bằng cái việc xử lý xong cái thằng Khút ở trên này. Tên là Khút, hình cái mặt trời bằng vàng ấy. Và bây giờ thì mình sẽ xử lý đến cái tỉnh của thằng Ascum này. Nhưng ở đây nó có tận đến 2 quân đoàn. Như thế này nếu mà mình muốn công nó thì mình sẽ phải đánh từng thằng một. Đối với vấn đề chính trị thì có sao nào. Con này lên đây là hết cỡ, hoàn cảnh. Ô, thanh niên này chưa có vợ à? Cho lấy vợ, cho lấy vợ cho tăng trung thành lên. Vợ ở đây đúng không? Rồi, bút tiếp trung thành lên cho anh. Tăng public order. Rồi, trung thành của các phe phái như này là khá cao các bạn ạ. Chúng ta đang kiểm soát 41% thì cái phe của chúng ta cũng ổn. Cộng 10 Gravitas. Mấy cái này thì nó toàn trừ mình thì mình không thích dùng lắm. Mình chọn cái gì mà nó mang tính chất nó đảm bảo an toàn hơn. Thôi được rồi, nói chung này các vấn đề nó ổn định rồi. Không cần phải bổ nhiệm quá nhiều nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ phải chiến tranh với thằng Ascum này. Thằng Ascum này thì nó không chiến tranh với ai cả. Không chiến tranh với ai, không giao thương với ai, không chiến tranh với ai. Rồi, ở đây nó có một cái mỏ vàng. Bây giờ mình muốn chiến tranh với nó thì có lẽ đầu tiên mình sẽ chỉ có cách này thôi. Bởi vì nó chẳng chiến tranh với ai thì mình buộc phải tuyên chiến. Mình sẽ cho cái quân đoàn này vây thằng này lại đã. Cho em này Starbot để cho nó khỏi chạy. Ô, hết tiền à? Hết tiền thì mình phải xem sao mình lại hết sạch tiền nhỉ? Nó cấp cái gì mà gớm thế? Từ đã, để có tí tiền nữa. Nó cấp cái gì mà hết cả tiền? Starbot nó lại để cho nó không di chuyển được. Ôm xịt. Rồi. At your command, we hunger for battle. March. Người thanh niên này tiến lên đây. Rồi, chúng ta sẽ xử lý quân đoàn này của chúng nó trước. Nói trước trận này thì cũng không khó lắm. À, nhưng mà nó lắm kỵ binh thế. Mình có đến 2 đơn vị tiếp viện cả. Qua trận này chúng ta phải đánh 2 trận liên tiếp nên mình sẽ đánh tay nữa. Không đùa được. Trận sau chúng ta sẽ lại phải đánh cái lọ lính ở trong thành nữa này. Có 3 đội, 2 đội lém búa và 2 đội quẩy đá. Rất nhiều kỵ binh. Trận này thì nói chung mình sẽ không bố trí quân. Chúng ta có xe bắn đá thì nó vẫn phải buộc công chúng ta thôi, không phải vấn đề gì cả. Mà mình nghĩ là có lẽ thằng tăng chỉ cần 2 đội. Grouped and awaiting orders. Ready. Commander. Yours to command. Pikeman. Orders. Rồi, cho bọn này lính pha lăng hàng đầu. Trận này nó có rất nhiều kỵ binh, chúng ta không thể để như trước được. Chúng ta phải dàn đội hình ra để bảo vệ con tuyến đằng sau nữa.
battle group awaiting orders. Commander. Melee infantry ready. Đấy, chúng ta sẽ phải bảo vệ cả đằng sau này nữa. Nó rất nhiều kỵ binh. Chúng ta nó không có nhiều lính tập xa lắm nên mình cũng không phải sợ, phải lo trên kiếm để bảo vệ lính speed và lính thưa giáo. Mình cứ cho bọn này nó đến đây được không? Rồi. Cái khẩu pháo này nó lùi xuống tí được. Giáp quá. Rồi. Kỵ binh của chúng ta tập này thậm chí có thể là còn phải đứng ở trong nhà. Nó rất đông kỵ binh các bạn thấy không? À, chúng ta có quân tiếp viện rồi. À ừ đúng rồi, mình quên mất. Mình có mấy anh tiếp viện. Mà mấy thằng tiếp viện này thì cũng làm được cái gì đâu. Cái lính vớ vẩn mình mua cho vui mà mấy cái thằng này đây này. Đam tấn công cận chiến có 13. À ừ nhưng mà cho chúng nó đứng lên trên này để đỡ đòn cho pha lăng cũng tốt. Đây là hai thằng tướng của mình. Hai thằng tướng à. Sao đây mẹ? Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Hai anh quẩy đá này cho đến đây. Ở đây. Hay đấy. Tốt rồi. Ủa quần nó đông thế. Họ không cần đánh ngựa nó, bắn với mọi tầm xa thôi. Đây này. Ngựa của nó cho xông vào thoải mái luôn. Ngựa của mình. Ngựa của mình có lẽ cho vào trong thành quân này. Để xem cái đội hình hộp của chúng ta nhá. Chuẩn bị. Slinger. Ready for orders. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Persian archers. Bắn cho anh. Chia làm hai nhỉ? What are your orders? Persian archers. Xong vào đây rồi. Ready and waiting. Form phalanx. Cận chiến này. Pha lăng. Xe bắn đá rồi. Lã tướng nó cho anh qua. Lã tướng nó di chuyển nhanh. Ôi xời, tướng của chúng ta vô đối đi. Trận này có đến 3 thằng tướng tham gia trận đánh rồi. Đây nữa này. Ai già tấn công từ phía sau à? Không đủ để phá đâu. Ngắm xong là đội hình pha lăng. Chết đời mày đi. Đội hình pha lăng phòng thủ tuyệt vời. Rồi. Bắn vào đây. Lui lại, tiến gì xa thế? À, bọn kia chết rồi.
One of our units has used all its ammunition. Rồi, bắn vào đây. Đuổi lại đây. Giết mấy thằng lém lao ở chưa? Úi dồi. Làm sao mà tiến vào đây được? Rồi. The enemy general is dead. Rồi. Trận này chắc thương vong nhẹ thôi. Bởi vì mình 80 thằng. Chết có 80 chiến sĩ à. Chúng ta còn phải đánh hai trận nữa, một trận nữa. Trận kia thì mình sẽ nhả ra để vây thành. Không biết là nó có ở trong thành không hay nó lại ra ngoài rồi. Ồ, đáng nhẽ thì mình nên truy sát một tí. Ready for further orders. On the move! For the gods! Thanh niên này lên cấp à? Nhả ra em ơi. Regroup and fall back! Rồi. Commander, besieging settlement! Thanh niên mình truy sát cái thằng này lút đó nhỉ? Làm trận á. Thôi kệ. À, thủ thành. Cái đám quân tiếp viện của nó thì nát bươm ở đâu. Thủ lấy trong thành của nó nhiều quẩy đá phết. Fog. Sương mù. Được, sương mù đánh được. Sao thành của nó quái dị này. Sao quân tiếp viện của mình lại vào từ bên này? Tiếp viện vào từ đây thì mình phải tiến quân từ đây vào. Đây là tường đá này. Nếu như vậy thì nó sẽ tiến ra theo lối này. Lấp sau cái tảng đá này nó lên rồi. Không hay. Trận này nó không có kỵ binh. À nó không có kỵ binh thì ở như này. Thôi được. Không có cái binh cho hai đội kiếm này này. Battle group ready and awaiting orders. Rồi. Battle group ready and awaiting orders. Nó không có cái binh. Có nhưng không đáng kể. Trận trước thì lại rất nhiều cái binh, chúng ta phải phòng thủ ở đáy, trận này thì không cần. Bù lại chúng nó lại khá nhiều bọn đánh quẩy đá. Rồi đám tiếp viện của mình. Our reinforcements have arrived. Quick march! At the ready. Mấy ông lính nông dân. Thôi vào đây đi. Đánh có khi còn chưa kịp đánh. Rồi vào đây rồi. Úi dồi. Bọn tầm xa ở đó mà diệt cho anh. Hay quá, nó phải chạy vòng vòng. Nó
nó có vài đơn vị kỵ binh không đáng kể. Ném thằng này trước chết thằng đằng sau, vãi cả lên. We await your orders. Javelin men. Mấy thanh niên này lên đây. Điện này đứng đây cho anh. Tướng đứng đằng sau đi. Rồi ô. Pha lăng. Áp sát rồi, áp sát rồi. Đông cung phủ thế nhở, bắn lên. Lạ tên nhiệt tình vào các em. Đây này. Ai già bắn thằng kiếm này của mình à? Để nó bắn. Quarantine cavalry. Quarantine cavalry. One of our units has used all its ammunition. Ba lăng rồi, bật lên. Đây cho anh. Còn xa quá. Rồi, bật pha lăng rồi thì lên đây. Rồi, xe bắn đá đâu, lã vào đây. The battle is turning in our favor. Fire on the enemy! Cavalry! Our general is under attack! Let's go! Panic troops! À, đằng sau của nó không có quân mạnh đâu. Ta dám tin đâu rồi, vào đây lùa. Tướng nó đứng đằng sau à? Không dám xông vào à? Quarantine cavalry. Lùa. Phá đâu, lã tướng của nó cho anh. Rồi, quarantine cavalry. Rồi, đội kỵ binh của chúng ta rồi, lùa. Tất cả những thằng có thể lén lao tấn công cho anh. Rồi, Tarantine Cavalry. Missile Cavalry at your command. Quickly now. Form up. Now. Yes, Commander. Persian Archers. Nát à? Quân nó nát à? Đội kiếm rồi. Super. Chúng nó a tèo rồi. Chết 200 quân nó. Nói chung là thương vong nhẹ. Thế là chúng ta đã kiểm soát được
Ai Cập và khu vực Bắc Phi. Một cuộc chiến. Chúng ta sẽ không bắt thằng này làm chư hầu làm gì cả. Chiếm luôn cái tỉnh này cho nó thống nhất cùng người đã. Rồi. At your command. Astum là bị tiêu diệt. Có một thằng tướng vừa lên cấp mà. Thằng nào nhỉ? Mình sẽ không phát triển đây. Một thằng vừa lên cấp đây. Rồi bọn này rút về đây đã. Ôi, nó đi ra đây nhanh hơn nhỉ? We hunger for march until your feet bleed. Ready for battle. Any man who drops out is left behind. Chỗ này thì không có lối để ra biển ở đây. Mình sẽ leo sang thành của thằng này à? Quánh vào đây. Chưa biết kiểu gì mà leo ra biển thì. Đây. Đánh vào cái tỉnh này. Tỉnh này thì chắc nó cũng chưa dám đánh. Muốn cũng không đánh được ấy. Tỉnh này cho quân ra đây ạ. Có kể cần thì mình sẽ điều động nó gần khu vực này. Hai thằng này tiến xuống đây à. Chưa biết ý nó thế nào nhưng mà mình cứ đề phòng thôi. Rồi qua lượt đã xem tình hình nào. Thắng trận như này chắc các cái phe này nó sẽ tăng. Đấy, cứ thắng trận được cộng 10 điểm này. Cộng 6 điểm, thằng này ít hơn. Uy tín của mình thì nó hơi thấp một tí nhưng mà được. Tăng uy tín của phe của mình lên này. 71 tuổi rồi chắc thôi. Cho nó lấy chồng nữa. Em này con dê của mình ấy. Rồi. Để tăng cái điểm cái đối với cái faction này thì chúng ta sẽ có thể chọn có 4 cái là language. Cái này thì chủ yếu mấy thằng dợ thôi thì nó mới hay dùng. Nhưng các bạn nhìn này, trong cái này thì cái này tất hai cái này đều trừ cái điểm trung thành của các phe phái tốt nhất mình không dùng, nền cộng hòa này, vương quốc này hay là đế quốc này. Cái này thì nó như cái này nó không tăng tăng vào cái nó tăng vào thuế này, kinh nghiệm cho quân được tuyển. Nhưng nó lại không tăng tốc độ nghiên cứu và tăng trung thành. Cái này nó rất hay là có 20% tốc độ nghiên cứu khoa học rồi. Và 15% và trung thành cho tất cả các phe. Nên mình sẽ dùng cái này nhiều hơn. Đấy. Với cái chiến trường phía Bắc này bây giờ đang không ổn. Mình sắp phải tiến lên phía Bắc rồi. Khả năng mình sẽ tấn công một trong những thằng này. Chưa biết là đánh kiểu gì. Mà chắc qua lượt đó. Hết việc để làm rồi. Gì đây? Lại tung thư đen để nói xấu quân anh à? Chết. Ôi, mình chết với thằng điệp viên rồi. Chết với thằng điệp viên rồi. Lại sự kiện chính trị. Có một tên Garlic, nô lệ người Garlic đã giết một trong những Woodsmith.
À, có một cái kỹ năng rèn trả tự do cho anh ta, giữ anh ta lại. Trả tự do à? Sẽ sử dụng tốt hơn. Mấy cái sự diện tào lao quá. 9.000 một lượt. Giờ chúng ta đã giải quyết được khu vực phía Trung Đông này rồi. Thành lũy của chúng ta bắt đầu tăng trưởng lại rồi. Ready for orders. Get to it, men. Commander. Commander. I want hourly patrols. Thằng này đứng trên đất của mình để cướp bóc. Này. Xây điện thờ lên để tăng văn hóa Hellenic của mình lên tiếp đã. Đây mới được có 60%, 65%. Tưởng nó công, nó không dám công. Thôi rút về đây. Hạm đội này ra đóng ở Ai Cập đi. Mình có 3 cái cảng ở phía bên này. Cảng ở khu vực cái vùng biển này thì mình không cần. Biển Đỏ này thì không cần. Mình tiến sang phía bên kia. Cho thằng này ra biển phát đã. Xem tình hình bên này thế nào. Mình chết mất một spy. Mua bên này. Mua đây ạ. Mua spy ở đây. À, lính đánh thuê cũng nhiều loại lính vết nhỉ. Toàn những cái lính mình cũng có thể tuyển được. Cần gì để mua lính đánh thuê. Tuyển em này phát ạ. Đối với cái faction này các bạn ban đầu đây mình nói rồi, các bạn nghiên cứu cái công nghệ này lên cấp 4 thì bắt đầu chuyển sang cái nhánh quân sự như mình ấy. Mình sẽ nghiên cứu lên đây để có đội lính đời cuối. Mình sẽ cố gắng tuyển vào cái đội lính đời cuối để đánh cho nó mạnh. Về lý thuyết thì các bạn có thể xây thêm cái công trình hỗ trợ hỗ trợ khi tuyển quân ấy. Đó là ở đây này. Có cái công trình nhưng mà ở đây mình chưa xây. Nhưng nếu mà xây ấy, thì nó sẽ tăng thêm một chút đam các thứ chỉ số cho lính của mình. Mình không biết có lên xây không, bởi vì nó mình thấy lần trước mình xây ở các chiến dịch kia mà quân của mình nó mạnh quá. Có lẽ mình không cần đâu, bởi vì quân của mình mới đây lính đời 2 mà mình thấy nó đi đánh nhau cũng đã cổ báo lắm rồi. Lính đời cuối cực mạnh. Hoặc là mình sẽ có một cái vùng chuyên để phát triển quân sự ở phía trên kia. Không phải mấy cái vùng ở dưới này. Tỉnh này cứ để qua lượt đấy, chưa thấy ổn thế nào. Cho thằng điệp viên nó sang do thám trước ở vùng bên dưới này xem quân của nó có không đã. Bảo vệ public. Thôi một chính trị gia của mình cũng lại dẹo. Một Herod bị dẹo. Mất một chính trị gia là chúng ta mất điểm ngoại giao khá nhiều và mất cả trung thành đấy. Lại phải luyện lại từ đầu. Tất nhiên là đành phải chịu thôi, vì nó già nó cũng phải chết chứ. Sao nó sống mãi với mình được. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học nữa này. Ready for battle. Cộng 15. Cái vùng này được hỗ trợ xây dựng ác nhỉ. Dân chúng không hạnh phúc. Chưa sửa chữa xong nhà cửa. Sửa xong là êm. Wow. Không tiến ra được. Vùng này chưa tiến ra được. Ra đây thì được.
tốc độ nghiên cứu khoa học của chúng ta bây giờ đang đạt ở mức 232%. Đó là một cái mức cũng tương đối là nhanh rồi. Mặc dù cái lãnh thổ chúng ta cũng chưa rộng lắm. À, thằng này định sang chiếm đất của thằng đệ mình này. Đồng nghĩa với việc thành của nó sẽ vắng quân. Có nghĩa là phía nam này nó không có quân. Nếu mình chiếm được khu vực phía nam này nó sẽ hết đường chạy. Ram cướp bóc đất của mình. Không thể để nó cướp bóc được. Thôi qua lượt. Cho quân đoàn này nó đứng ở cái thành này thêm một lượt nữa để nó tăng cái Xi'an lên đã. Thành vừa kiểm soát thì chúng ta cũng chưa vội đi đánh nhau. Có cái vùng phương Bắc là mình thấy không ổn lắm. À, lại chạy đến đây à? Định dụ kế điệu hổ Ly Sơn để chiếm thành mình à? Thôi, mất chơi với một thằng rồi. Sợ trừ 10 trung thành. Ôi, mình chọn nhầm sự kiện rồi. How may I serve you? I do enjoy a little sabotage. Ready for orders. Để quay về móc lốt thành của anh á. Móc làm sao để cho spy rồi. Sao lại do thám trước rồi? How can leaving the decks behind? Không có quân, có đúng một cái hạm đội ở đây thôi. Anh em leo sang bờ bên này. Chúng ta là lục quân, không nên ở dưới biển quá lâu. Rồi, hỗ trợ cái vùng này đã. Để tăng public order lên. Vương chúng tăng trị an nó lại nữa. Ổn rồi. Cộng 5 điểm là ổn rồi. Nhưng mà cộng 5 điểm rồi thì mình phải thu thuế như nhỉ. Tội gì. Lượt sau là có được hỗ trợ rồi. Sao? Tình hình chính trị có vấn đề gì? 21% cái phe này. Chết một thằng nào đấy à? Không ổn mà nhỉ? Lại giảm đấy. À, mình bị trừ cái sự kiện chính trị. Ô, sự kiện chính trị tào lao. Mày chọn nhầm mấy cái mục tiêu luôn. Make the lazy riches carry. Rồi. 25. Returning to shore. Your orders. Row faster, you spawn ribbies. Put your packs into it. Stopping for now. Rồi. Mày định làm gì trên đất của anh? What do you wish of me? Bị phát hiện à? How may I swift and hạm đội của nó đây đâu rồi? A shadow. Tôi thấy có cái hạm đội đây cơ mà. On the road again. Thành trống nhá. Không có quân. Tốt rồi. Giải quyết luôn cho anh. Chào lên bờ đã. Đi chế độ thường rồi. Đi chế độ này dễ chết. Để chế độ hành quân là dễ dẹo lắm. Rồi. And words are yours.
Ares and Athena watch over our war. I am unable to travel this road. Lại cướp à? Nó đứng ở cái vùng mình cứ đuổi nó mới đau. I will see it done. You deserve better. I am sorry. Spam mình kém quá. Ăn không được à? À, đánh xong rút về, thằng đệ của mình lại chiếm lại rồi. Kéo quân đây à? Thằng đệ của mình có lính. Thorsa Pikamon. Nó có lính mạnh phết rồi này. Ngựa này. Lo nhất là khu phía bắc. Thành lập thêm quân đoàn nữa thì lại không còn. Hết rồi, mắc số lượng quân đoàn rồi. Thanh niên này cử quân sang, à có cả voi. Xây nhà đã. Vùng này. Văn hóa nông nghiệp này. Nếu lên mắc thì nó sẽ tăng rất nhiều thứ, trừ lương thực của mình, nhưng mà nó tăng được mắc. Công trình này chúng ta có thể lên mắc này. 240. Đây cái này cần gỗ. Đấy này đúng không? Cái vùng này là vùng có nông nghiệp. Sắp sửa mình sẽ phải thành lập thêm một quân đoàn nữa rồi. Thay đổi khung này bằng Syria Archer. Phía bắc này thì chưa yên ổn. À, xin hòa bình. Anh thì lại chưa muốn hòa bình cho lắm. Thế nó khổ. Nãy đang muốn kiểm soát cái vùng đất của mày. Chiêu mộ ngựa. Lại một tướng của mình dẹo rồi. À đây. Tướng này chết. Bảy mươi bảy tuổi rồi. 76 tuổi. Lái phi công 46 tuổi. 69, 41. Quân của mình toàn lái phi công. Toàn. Đẻ được mỗi đứa con gái. Vua của mình đẻ mỗi đứa con gái. Chưa thấy đẻ thêm được thế nào nữa. Chưa thấy đẻ thêm được đứa nào. Đang mua quân à? Tiến xuống đây. Chúng ta sẽ chiếm cái thành bên dưới của nó trước. Thằng khỉ gió này nó cứ cướp bóc cái đất của mình nhỉ. À, toàn xịt.
À, mình không chạy đến cái tầm để có thể tấn công được nó. Hồn vãi trưởng và chạy ngoài tầm tấn công mình. Wow. Vùng này giàu, Ethiopia này cũng nhiều lương thực phết nhỉ. Chết kìa. Thanh niên này bị đánh hội đồng khắp mọi nơi. The door is open to you. Tình hình bây giờ căng. Này chiến tranh với thằng này. Bây giờ chúng ta chưa biết làm gì. Thanh niên này mới được khôi phục à? Ngoài tỉnh này bốn thằng, bốn phe kiểm soát. Wow. Sparta còn đúng, còn mỗi thằng Sparta là tồn ở đây à? Còn lại bị tiêu diệt hết rồi. Macedon. Anh già mấy thằng dợ. Càng quá càng quá. Dợ tiến mạnh quá. Bây giờ kế hoạch của mình là cứ phải giải quyết cái khu vực bán đảo Ả Rập đấy ạ. Ả Rập Xê Út, Yemen, Oman, Qatar, tiểu các vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Kuwait. Trời ơi, định ăn anh cuối cùng bị anh phản nam. Lại có một hạm đội nữa, tèo đời rồi. Nhưng mà không có tướng của phe khác. Phe Patria. Ủa nó đắt lòi mắt này. Hero chết. Thôi quân đoàn là mạnh rồi, chả cần hero rồi. Cho cái quân đoàn ở phía trên này nó chưa có rank. Tăng rank nữa. Tăng sắc xếp. Tăng di chuyển trên map. Đây. Chuyển một tướng bây giờ đắt vãi trưởng nhỉ. Em nào vừa bị bắt chồng thì anh cho lấy vợ, à, lấy chồng nào. Học lên. Đây. Em này vừa mất chồng. Cho lấy chồng. Để cân bằng cái số lượng các tướng lĩnh của phe phái đó. Rồi. Điểm. Chúng ta đang vẫn đang kiểm soát 41%. Tán thưởng của nó, à gửi cho nó ít quà thì sẽ cộng 2 trung thành. Cộng 2 Gavistat.
giảm trung thành của các phe khác xuống. Cái này thì nó chỉ bị trừ tiền thôi, nhưng mà nó tăng Capistat của phe của chúng ta lên. Vua chúng ta lấy vợ chứ nhở? Vua sao lại không có vợ này? Đây rồi. Cái này là tán dương. Tán dương. Cái này thì không mất cái gì cả. Mà được cộng 5 capitat cho member này. Không bị trừ cái gì cả. Để mình xem mình có cần tăng phe, phe mình có khi phải tăng thêm một chút vậy. Nhưng mà những cái hoạt động này thì nó lại trừ cái điểm mà... không trừ gì hết. Cộng 2 Gavistad tặng cho bọn này à? Tăng trung thành. Tán dương. Thôi, mấy cái sự kiện tào lao này không quan trọng. Tán dương phe của chúng nó. Ethiopia. Lương thực của mình nhiều nhỉ? 71. Hỏi xuống đây. Cố gắng giải quyết khu vực Trung Đông này đã. Mình vừa mới xử được một thằng điệp viên của nó đây đúng không? Tội nó dám định ám sát điệp viên của mình. À đây rồi. Người đại quân thì không sợ. Còn cái thằng khỉ này nữa. I do enjoy a little sabotage. By my hand, it is done. Đánh cay nhỉ? Đánh qua đánh lại mãi không xong nó. Cả mẹ mình phòng thủ đây là nó đây. Lần sau nó có cung thủ xịn hơn rồi. Hakuri. Mình không thể thành lập thêm các quân đoàn nào khác. Số lượng quân đoàn của chúng ta đã ở mức cao quá cao. Đề nghị làm liên minh phòng thủ. Rồi, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Rồi, tướng già lại chết rồi. Nó nhiều tướng ngon phết nhỉ, như thằng này này. Pasha. Quân đoàn ở đâu ấy? Ồ, quân đoàn này thì không được. Quân đoàn này thì phải tướng phe mình. Già quá chết rồi. Tướng phe mình đây. Tướng phe mình của toàn trai xấu. Trừ 10% khả năng sinh con. Vãi. Chuyển sang dùng tướng voi hết cho nó rực rỡ. Tướng cưỡi voi nhìn cho nó rực rỡ. Đối với những cái quân đoàn nó không phải là quan trọng lắm thì mình sẽ để các phe khác lắm, chứ còn những quân đoàn chủ lực thì mình cũng phải để phe mình lắm.
At your service, ever vigilant. Ready for orders. For the gods! Hạm này của nó chạy ra ngoài không thì có phải giết được luôn cả cái hạm nữa. Hay quá, tướng lên cấp này. Vừa mới được bổ nhiệm phát đánh trận này. Cái này tăng morale, giảm phí tuyển quân, tăng phòng thủ cận chiến cho tất cả các unit. À đâu, tăng tấn công cận chiến nhé. 18%. Giảm phí tuyển quân. Cái này dành riêng cho Seleucid. Cái này giảm áp tiếp. Cái này thì nó chỉ tăng kinh nghiệm là chính. Tăng morale cho tất cả các đơn vị. Đam cho lính cung thủ. Nuclear attack này. Rồi. Đây. Học skill này. Học vào cái này đã. Quân đoàn cấp 5. Đứng cấp 4 à? À đây. Tăng vào cái này để di chuyển xa. Ready for battle. We hunger for battle. Ready for orders. Bộ tỉnh ở muối này. Sao các cái tỉnh này đều có muối nhỉ? Tất cả các cái tỉnh này mình thấy có đặc điểm chung là đều có muối. Ở vùng này có muối này. Vùng này cũng có muối này. Thằng Ai Cập ở dưới này dẹo chưa? Dẹo rồi đấy nhỉ? Dẹo rồi. Thằng này... We hunger for battle. Phương Bắc. Đây rồi. Chạy sang đây nè. Ready for further orders. Chúng ta sẽ bỏ cái đội cung này đi và thay bằng cái đội cung mạnh nhất của Seleucid. Đây, đội cung này. Syria Archer. Bắn tên. Chia lên được nhà lính nhỉ. Lên đời cuối chúng ta sẽ tuyển được mấy con voi ấy. Này nó kéo hết quân đi rồi. Nhà nó không có ai giữ. Đã thế mình vào mình chiếm hết nhà nó luôn. Đây, tăng trung thành lên. 27. Kiểm soát 40%, hơi thấp. Thôi chết rồi. Sao mình lại có thằng lính nhập cư thế này, làm con dê của mình lại làm vua này. Con nuôi à? Con bản thằng vua này lại không đẻ được con. Không sinh được con trai, có mỗi con dê. Thôi. Thằng nào làm vua được, vua của chúng ta chết rồi, xa quá chết đây rồi. Sao nó mò đến tận đây được cái này?
tự nhìn giật cả mình. Cái quái là mấy thằng bảo vệ ở dưới này làm ăn kiểu gì mà để nó mò tận đây rồi này. Mình cũng không để ý sao nó lại chui qua đất của thằng đệ mình này. Đệ mình làm ăn kiểu gì ấy. Gớm thật. Không sao. Nó mà có chiếm được một phát thì mình lại tái chiếm được ngay. Quân đoàn này đánh chiếm lại ngay. Thế cái chứ. Ông đệ của mình không để ý tí. Tưởng ông giữ được cái đất ở dưới kia nó phải yên ổn. Mất mất tỉnh này của mình mất khá nhiều lương thực. Tỉnh này của mình là tỉnh có vựa lúa mì, có ruộng. Có hai sự lựa chọn, và thêm một tướng hay là trung thành. Tất nhiên mình sẽ chọn trung thành. Tướng thì mình không thiếu gì cách để có thể có được, nhưng trung thành thì nói chung là rất là mệt. Rất mệt, chúng ta mới có thể kiếm được cái sự trung thành nó phè. Đây, tăng lòng trung thành lên. Lại một chính trị gia nữa qua đời rồi. Wow. Phe của mình bây giờ mất nhiều quá nhỉ. Tuổi cao sức yếu chết hết rồi. Bọn này đẻ khẩn trương nên không là tuyệt tự bây giờ đấy. Cái hạm đội nó dưới này đâu rồi nhỉ? Ready for battle. March. Ready for orders. Miễn thuế cho cái vùng này, trị an cho nó. The way is blocked. Commander. Commander. Cái thằng này di chuyển xa thế. Our advance has been halted. Hạm đội nó dưới này chạy đi rồi. Mày mà mò lên tận trên này được giỏi. Về đây. At your command. Make haste, men. Finding shelter. Thế ngoài quầm. Đứng hẳn đây luôn này. Quân đoàn này khá mạnh này. Chờ xíu có thêm đội lính đời cuối nữa tuyển tiếp. Đây rồi. Đề nghị thằng đệ này à. Khử cái thằng này cho anh. Rồi cho luôn vùng Ai Cập. Syria mất một tỉnh. Ngon. Ngon. Ready for orders. Sửa tiền của mình 11.000. Công nhận Rome 2 này kinh tế mạnh thật. Hôm nay đây còn một quân đoàn nữa này. Nó cái quái là mấy thằng đệ mình cứ để nó đi chạy lông nhông qua đây này nhỉ. Không được rồi, mấy ông đệ của mình làm ăn kiểu này không được rồi. Nó lại chiếm nốt cái tỉnh trên kia của thằng đệ mình nhỉ.
Lại một tướng nữa già chết à? Lại một tướng nữa già chết. Chưa đủ tầm tới đâu. Nó có đánh được vào đây không? Chưa tới. Máy quá, nó không phá nhà của mình đi. Mình có thể tái chiếm lại được. Không có quân. Quá nhỉ. Nó vác hết quân lên nó đánh mình trên kia. Giời. Is that all? For glory and honor! Xong. Giải quyết nhanh thằng này. Láo quá. Ô. Cái công trình này ở bên Attila nó cũng có đây này. Mấy cái đập nước này. Không sửa cũng không làm gì được. Còn một thành đây, chiếm lốt thành này. À, hải quân chạy ra tận đây kìa. Đúng rồi, cái đập nước này. Tăng Groberton, tăng 10% thu nhập từ nông nghiệp cho tất cả các vùng. Cộng 2 grow cho tất cả các vùng nữa. Kích chưa? Búp cho toàn lãnh thổ kìa. Ghê. Cho nó đứng trên này một lúc nữa chết hẳn luôn. Mình đang có 3 quân đoàn và thằng đệ của mình thì nó có 5 quân đoàn. Tất cả hạm đội là của bọn đệ mình. Thì mình thấy nó đang khá cân bằng. Tài chiến lãnh thổ. Arabic. Vùng này. Ôi dồi ôi. Khó nhỉ. Thôi cứ để đợi có quân đời cuối lên này. Đánh nhau cho nó dễ. Mình toàn mà chúng nó tuyên chiến với mình, chứ mình có tuyên chiến với thằng nào đâu. We demand only a modest weight of coin. My master always looks kindly on generosity. Thằng này bây giờ thành quân di cư rồi mà mọi người đòi hòa bình mình. By the flame. Thằng này muốn đánh chiến tranh rồi. Thằng này là muốn chiến tranh sao mà nó có cái đề nghị bỏ cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau mình ấy. Tăng tiếp trung thành lên. Lại một tướng nữa dẹo à? Mình e là không phải tướng dẹo mà là một em này em mới mất. Không mà nhỉ. Ổn mà. À, lão này mất vợ. Cho lấy vợ luôn. Thế, rồi, hôn nhân chính trị là để đảm bảo cái mức độ trung thành của các phe. Ổn rồi. Thằng này thì ghét phương Đông. Pachia lại ghét phương Đông. Thế là nào?
biển theo tần Procedon. Thôi xong, thằng này chuẩn bị chiếm tỉnh này rồi. Mày sắp thành dân vô gia cư rồi, ở đấy mà mua kiếm. Rồi, chúng ta đã kiểm soát lại được cái tỉnh này hoàn toàn. Và để mình chắc nó lên đây nó kiểm soát nốt. Lại mò ở đây. Đây nữa. Nó mà đánh vào đây sao nhỉ? Đánh vào đây có 12 đơn vị quân đồn trú. Không dễ ăn đâu. Có 12 đơn vị quân đồn trú. Kiểu hòa bình như nó phát xem nhỉ? À thôi. Sao phải hòa bình như chúng nó? Lại đánh vào đây à? Mẹ nó chứ nhỉ? Hòa bình nó phát đã. Không, nó cứ đi cướp hết nhà nọ nhà kia của mình. Be welcome, I suppose. Now speak as you will and try to be interesting. Mình ổn định đã quân đội đã. You think to buy us like catamites, like your horse. Cho nó rút về nhà nó. You think pride? Cho nó rút về nhà nó. Không là nó cứ đánh vòng quanh đất của mình giờ hơi. Cho nó rút quân về đến nước của nó. Nó có mỗi một cái tỉnh này thôi. Thằng này thì để nó không chiếm. Mình đã cần thời gian để nghiên cứu công nghệ. Thằng này chiến tranh. Ồ, chiến tranh thằng này. Bác cha. Tranh loạn lạc nhỉ. Thế giới không ổn thế nào. À, Sparta. I will listen. I cannot say for how long. For Sparta kiểm soát được thành Athens rồi. Ready for orders. Có lẽ mình sẽ xử lý lốt cái thằng ở góc bên này để còn lên không nhỉ? Chiếm nhiều đất quá giờ. Ready for battle. Nhà không kiểm soát thì mình vẫn phải kiểm soát khu vực Trung Đông mà. The love of gold can stir evil in men. Thì hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau nhưng bắt mình chi tận hơn 2000. Thằng này hổ báo. Mày ảo tưởng sức mạnh quá. The love of gold. Cả thằng này nữa. Đòi tiền anh hơi nhiều ấy. There is much to be said for generosity. Đòi tiền anh à? Mày đòi tiền anh à? Nó chạy lên đây. Còn cái quân đoàn của nó ở đây đâu rồi? Hay quá. Nó đang chế độ hành quân. Đánh ngay. Đánh ngay còn nóng. Đánh ngay cho nóng. Advance!
once. Ready. Make haste, men. We cannot pass here. Đi đến vùng biên giới cho anh. Đây rồi. Mãi mới lừa được mày. We hunger for battle. To victory. Mày bị lừa rồi em ạ. Chế độ hành quân à. Chả này easy quá. Quân đoàn này mới thành lập. Chưa có rank, tướng cũng được, tướng cấp thấp. À. Nó chạy đâu à? March. We cannot pass here. Xong. Một thằng. At once. Commander. I want hourly patrols. Thằng này. Commander. Quân đoàn này à. Sao đây? Nó còn một đội ở đây nữa. Đội này chắc để đệ mình nó xử lý được. Thằng này. Mày đang chế độ hành quân đúng không? Chết luôn. Trận này easy lắm. Nhưng mà mình muốn đánh tay bởi vì là có voi. Voi thì không đánh nên đánh auto đâu. Đánh auto là chúng ta sẽ bị mất khá nhiều quân. Không hiểu sao có voi là đánh auto hay bị mất quân lắm. Nó thì chỉ có một đội kỵ binh cận chiến và một đội lạc đà. Lạc đà thì anh sẽ quẩy mày luôn. Quả này cho voi đi cản nó sướng. Quẩy. Hay quá, đây có cái sườn dốc. Ở đây anh em cứ bảo là thế anh có cái sườn dốc này thì chúng ta làm gì à? Chúng ta cái quân đoàn này nó chưa nghiên cứu được cái cấp 3. Nó chưa có được cái quận rơm. Có cái quận rơm thì mình sẽ lăn quận rơm cho anh em xem. Chưa có quận rơm. Rồi. Mình không tiến sát được nhỉ? Lao thẳng vào quân nó. Cho mấy thằng cầm kiếm tiến sát đất của nó xem này. Royal Thorax Swordsman. Melee Infantry. Nó không vào đâu, mấy thằng cung tên này. Ai, từ từ. Vào đâu mà nó sẽ vào ra bên này. Bên này nhiều hơn như này. We await your command. Battle group ready. Grouped and ready. Battle group awaiting orders. Chưa có tên lửa, tên rít gió.
giời ơi. Úi dồi ôi. Mày ngon này lên đây. Nó có đội hình nhà này. Dù quân của nó đang tràn lên. Mấy xe bắn đá bắn ra đây. Ho ho. Điên à, mà dám đánh nhau voi. One of our units has gone berserk. Đội cung thủ bắn cung tên nói đúng tên nó cho anh. Bắn mấy con lạc đà này. Pháo lão ở đây. Ở đây rồi. Vào đâu, đi càn. Xem phát voi càn. Ui dồi ôi. Ui, sướng thế. Ôi, voi càn quả sướng đấy. Mất tinh thần luôn này. Chạy luôn này. Ô mày, điều khiển voi việc quá, chỉ để bọn này nó bắn lung tung với quân mình thôi. Vãi thật voi. Voi của mình vãi thật. One of our units has used all its ammunition. Ui, voi này nó khử luôn cả hai đoạn rồi kìa. Ui, nó giẫm chết hết rồi này. Ui. Mấy thằng này là bị giẫm chết này, khổ thân. Rồi. Ủa, một phát giẫm của con voi hết chết gần 300 thằng. Ủa. Vãi trưởng với con voi của mình. Đánh đúng một phát à. Anh không cần đánh nhiều, anh chỉ cần một phát thôi. Nó lưu cho một phát đi cả hai đạo quân của thằng này luôn. Sợ thật. Ồ, thấm đòn thế. Xem với con voi này vui nhỉ. Ngoánh quả đỉnh thật ý. Mình cũng không nghĩ là nó sốc quả ghê gớm thế. Nó gớm hơn mình tưởng. Rồi. Make haste men. Ready for battle. Không đuổi nó mới đau nhỉ. March. Thôi à, không đuổi được cũng được. Thằng này chắc nó sẽ đuổi. Chạy về thành đi cu. Phía trên này thì sao? Chết. Vẫn phải giữ quân ở trên này thôi. Không nguy cơ chiến tranh ở trên này lắm. Không tin tưởng được mấy thằng ở trên này. Cố gắng giải quyết khu vực phía Nam này. Xong rồi mình đến phía Nam này. Cái nhiệm vụ của faction này các bạn xem đây này. Chúng ta phải kiểm soát được Syria. Thì đây là thủ đô chúng ta rồi này. Ai Cập thì mình đã kiểm soát được rồi này. Chúng ta phải kiểm soát được thêm vùng Mirasopolis, đó là cái vùng này. Đây.
Thì cái vùng này thì tí nữa thằng đệ mình nó chiếm lại cái tỉnh này nữa là xong. Đấy. Italia. Và đây chúng ta phải kiểm soát được Italia. Macedonia. Đây. Macedonia. Và Baxia. Baxia nó tít trong góc này này. Đấy, nên là mình sẽ phải tiến. Có lẽ mình sẽ đánh sang cái khu vực Trung Đông trước. Mình giải phóng khu vực Trung Đông nữa, rồi mình tiến sang khu vực phía Tây sau. Đấy. We hunger for battle. Ready for battle. Mấy thằng này cho chạy ở đây đã. Waiting for more orders. Commander, march. Sắp có việc để làm rồi. Cứ chạy sang đấy cho anh. Chúng ta sẽ giải quyết khu vực Trung Đông. Có lẽ hết việc rồi, nhưng qua lượt đã nhỉ. Rồi. Lại chiến tranh với thằng Galatia này. Mấy em lại phải đề nghị hòa bình rồi. There is much to be said for generosity between friends. Lại đến thằng này nữa. Không được, không được. Tiếp tục phải có giải pháp hòa bình. Mình lại phải đàm phán hòa bình, nó tuyên chiến với thằng đệ mình. Chúng ta chưa có lực lượng. Nói chính xác là chúng ta chưa có lực lượng để nó thể. Are you brave or foolish? Or just mad? Well, speak! I will listen before I turn you inside out. Rồi. My ancestors were quite inventive with dogs like you. I can say well met, friend. Nhưng mà chắc không giữ được đâu cả thằng này nữa. Do not try my patience with a dull tongue. My torturer has a collection. Mất của thằng kia. When two ride on the same camel, they become better friends. All are. They slit each other's throats. Anh nhìn nó chịu. Mày tuyên chiến với đệ của anh sao mày lại lạp tiền cho anh à? Thế thì mày cứ đưa thẳng tiền your cho anh. Your generous nature does nhanh. Your people credit, but really such a thing is not necessary. Rồi. Chăn được của thằng này 6.000 When two ride on the same camel. Thằng này. May welcome and may Hermie. Rồi. Mình tạm thời cố gắng giữ hòa bình cho mấy thằng đệ của mình đã. At your command. Không tới đâu. We hunger for battle. Thằng này nó sẽ định tiến đi đâu nhỉ? Nó đệ của mình thế nào? Chán quá. Bạn đã rút được về thành chưa? Ở đây rồi, rút được về thành rồi. Nó rút được quân về thành. Đồng phết đấy. We take this settlement. Đúng rồi, thằng đấy nó bị nó rút được quân về thành. Thằng vừa bị mình đánh nó te tua đây. Rút được quân về thành. Quân đoàn này nữa. Cái vùng này thì êm rồi. Ghê nhỉ. Công cái thanh này phát đã.
Và mình sẽ công cái thành này chắc ở tập sau. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.